nấu cơm chiều cả nhà, rau lăng xào tỏi nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu cơm chiều rau lăng xào tỏi. Bây giờ mình sẽ xào thịt heo quay xào tỏi nha cả nhà. Cho chút xíu nước tương vào, chút xíu nước màu tạo cho có cái màu ở cả nhà, chút xíu bột nêm, đường. Cái lão mình ăn chảo rau gâu pha lơ được. Cái lão mình ăn chảo rau gâu pha lơ. Rau pha lơ. Cái tất chảo cơ ly thơ. Vâng, cái tất chảo cơ ly mà lão mình ăn. Mèo, lão mình ăn nguyên hoa cơ. Gâu pha lơ rồi nó có béo nha. Của mình xào xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ xào rau lăng xào tỏi nha cả nhà. Cái món này rau lăng xào tỏi nó quán ăn người qua bên này người ta hay xào cả nhà ơi. Thank you.
này dầu đang xào mình đã xong. Không thì nhìn nó mà chồng cũng phải là tận xa. Chào gì? Cả nhà, rau răng xào tỏi của mình xong. Nếu cả nhà thích nhớ bấm subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nha cả nhà. Chào gì?